Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm chữ xoay xung quanh ở trên đầu. Đầu tiên là mình cần một cái dạng chữ với background trong suốt và mình sẽ tạo một cái kích cỡ nha. Trang web của mình dùng là Canva cho nó nhanh. Bạn cũng có thể dùng Photoshop hay những cái ứng dụng khác đều được. Chỉ cần cái test đó nó là background trong suốt là được rồi. Kích thước là 1440, chiều cao là 100. Mình vào chỗ văn bản này và mình chọn chữ này đi. Mình thấy chữ này nó cũng đẹp á. Lớp view đi và mình tăng size nó lên nha. Cái Canva này rất là dễ sử dụng luôn. Nó có nhiều mẫu chữ và mình có thể thêm hình ảnh nữa. Hình ảnh thì miễn phí, rất là nhiều hình cute. Để thêm hình ảnh đó, các bạn vào chỗ thành phần này, bạn chọn I love you thì phải có trái tim thì mới đẹp chứ. Chữ này giờ mình đổi sang màu đỏ đi. Và bây giờ mình chọn chia sẻ, mình chọn thải xuống nè, chọn PNG nha. Thì cái chữ này á nó mới là nền trong suốt được. Sau đó mình sẽ tải về. Đây là hình mình đã tải về rồi nè. Thì cái background này nó trong suốt luôn nha. Nhìn nó mới đẹp. Chứ các bạn để background mà có màu thì nhìn nó sẽ không có đẹp đâu. Bây giờ mình sẽ import cái texture này vào. Các bạn mà muốn cho nó rõ thì các bạn chỗ cái compression nè, cái chỗ minimal các bạn chọn là cho nó max luôn, nhìn nó sẽ rõ hơn. Chỗ quality các bạn để là hay. Đầu tiên mình vào AR check-in, mình chọn là Head Checker. Sau đó mình sẽ import cái hình trụ này. Hình trụ này thì mình làm bằng Blender. Mình chỉ vẽ cái hình trụ thôi, như là cho nó bao xung quanh cái đầu vậy đó. Thì ai mà muốn tải cái này mình sẽ để đường link ở bên dưới. Các bạn tải về import vô là xong. Bây giờ mình sẽ import. Sau đó các bạn nắm cái phần nè, cái phần hình lập phương này nè, các bạn kéo vào. Bây giờ bên màn hình review nó đã hiện nè. Giờ các bạn sẽ di chuyển nó lên cái asset này. Mình sẽ thêm vào một cái material Unlit. Mình chọn Unlit. Chỗ Unlit này, cái Unlit này nó sẽ hiển thị màu sắc của cái texture này lên cái Unlit mà không bị ảnh hưởng môi trường ánh sáng xung quanh. Môi trường ánh sáng là directional light. Các bạn chọn Unlit. Ở chỗ texture mình bật nó lên. Sau đó mình chọn texture, kéo xuống mình chọn phần test, chọn OK, dấu mũi tên này, mình mở rộng nó ra. Ở đây mình sẽ chọn là material, đang là rộng, mình sẽ chọn Unlit. Giờ là chữ nó đã hiển thị rồi nhưng mà nó còn hơi nhỏ, mình sẽ phải canh chỉnh nó lại. Mình chọn vào keo, mình dùng chuột ô vuông màu trắng này, mình kéo nó ra. Rồi các bạn di chuyển lên xuống sao mà cho nó đúng cái ý của mình. Giờ mình quay xung quanh. Bây giờ mình sẽ làm phần Visual Grip. Đây là cái offset 3D thì nó sẽ là 3 vector XYZ. Muốn mà cho cái chữ này nó xoay, mình chọn cái hình trụ. Giờ mình xoay ngoài đây thử. Các bạn để con chuột mà nó có hai cái mũi tên như thế này, các bạn kéo qua kéo lại là nó sẽ tăng giảm được luôn. Mình xoay sang từ bên phải qua bên trái thì nó sẽ giảm cho tới 360 độ thì nó đúng một vòng. Mình sẽ set cái rotation này. Khi mà bắt đầu cái video này nó sẽ chạy cái rotation. Để mà cho nó chạy mà từ 0 cho tới trừ 360 độ thì mình dùng một cái nốt rất là quen thuộc, đó là Transit by Hand. Mình nói circle vào tag, cái chỗ tay circle vào set nó đang là cái giá trị là number, mà cái này nó là đang tọa độ là Quest 3 XYZ thì mình chọn là Vector 3. Ở chỗ gom này thì mình để từ 0 luôn. Còn chỗ tu á thì mình chỉnh nó là dịch chuyển từ bên phải sang bên trái thì là trừ 360 trong cái khoảng thời gian là 5 giây. Lớp này là lặp lại, mình cho nó là 100 lần. Bây giờ mình sẽ nói cái tọa độ qua bên rotation. Bây giờ chữ nó đã chạy rồi. Các bạn nhớ đăng ký ủng hộ kênh mình. Mình có để link TikTok của mình ở bên phần mô tả. Các bạn nhớ vào nhấn follow giúp mình nha. Cảm ơn mọi người.